đang tới xem kênh của Ngọc Ánh, kênh Your Real Estate USA, chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư bất động sản và kinh nghiệm làm môi giới bất động sản. Mình làm môi giới bất động sản ở Hoa Kỳ trên 30 năm. Bây giờ hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn muốn thành công trong nghề đầu tư bất động sản thì phải chọn bạn mà chơi. Tại sao vậy bạn? Bất động sản là miếng đất, là cái nhà, là cái phố xá, là cái phòng trọ mà mình buôn bán, đầu tư bất động sản, thì tại sao mình phải chọn bạn mà chơi? Thì mình như vậy là bạn, bất động sản không phải là đầu tư chớp nhoáng, không phải là bữa nay mua mai bán. Lâu lâu cũng có là mình mua nay mua mai bán, nhưng mà đó rất hiếm. Bất động sản là một cách đầu tư lâu dài mà đòi hỏi rất nhiều kiến thức. Kiến thức về buôn bán bất động sản, kiến thức về giấy tờ luật lệ, kiến thức về sửa nhà, mua nhà sửa nhà, và kiến thức về giá cả của thị trường chỗ mình ở. Không phải là bây giờ ai muốn vô có tiền bữa nay lại bắt đầu qua ngày mai là mua bất động sản liền, vậy là sẽ bị mua lầm, thấy không? Sẽ người ta hứa, người ta nói là mua miếng đất này, bây giờ là mình nói theo chuyện đô la nha bạn, bây giờ là 50.000 đô la, rồi sau này là có thể nó lên tới 100.000 đô la. Thì câu hỏi của mình trong đầu là tại sao nó lên 100.000 đô la, có lý do gì mà miếng đất này bây giờ 50.000, tại sao có 100.000 đô la? Như khi họ người buôn bán họ nói đại, họ thổi phồng lên để cho người ta ham, người ta mua, phải không? Thì mình muốn biết là giá đất miếng đất hay là cái nhà đó mà đúng phải giá vậy, là mình phải tìm hiểu cái thị trường chỗ đó, cái vùng đất chung quanh, mình phải đi hỏi dò, rồi mình phải lên trên chỗ tỉnh mình coi cái chương trình xây dựng ở Mỹ thì nó cho coi chương trình xây dựng, rồi cái mình phải coi cái vùng đó, vùng kế bên giá bao nhiêu, rồi tại sao người ta lại sẽ tới chỗ này ta mua, để sẽ mua nhiều hơn để bán có lợi hơn, phải nhiều cái sưu tầm tìm kiếm không. Thì ngoài chuyện sưu tầm trên mạng, sưu tầm trên trong chỗ tỉnh văn phòng, thì mình cũng nhờ những cái người bạn làm nghề môi giới bất động sản như mình góp ý. Thì mình thấy thì nghề bất động sản không phải là cái nghề mà đi làm là có tiền nhiều, thành ra mình phải có một tư duy rất là tích cực, phải có kiên nhẫn, và mình phải chọn bạn giống như mình. Không phải là mình nói giờ mình mua cái miếng đất này 50.000, mình sẽ bán ra một năm sau 60-70.000, rồi thì mình lấy tiền ra mình xài trước, mình không có để dành. Mình không có nghe những người bạn, theo những người bạn mà ăn chơi xúi xử mua này mua kia, tiền chưa vô mà đã mua. Mình không có nghe là xúi xử những người bạn mà chỉ ăn chơi không có giúp cho mình tìm hiểu cái công việc mình làm. Không phải là chỉ bất động sản không bạn, những cái gì mà những nghề gì bạn làm đó, bạn cũng phải chọn những cái bạn mà ít nhất á, là tốt nhất á, là phải làm chung một cái ngành với mình, để mà mình tìm hiểu thêm, phải cập nhật thêm, tại vì mọi sự thay đổi, thời gian thay đổi, luật thay đổi, giá cả thay đổi. Bởi vậy thành ra ở Mỹ á, là lúc nào nó cũng có đội nhóm hội người môi giới bất động sản, hội bán nhà tư nhân resident, rồi hội commercial là hội những người chuyên môn bán phố xá, bán thương mại. Thì cái họ mình đóng tiền một năm vài trăm đô, rồi thì là cái người tổ chức, họ tổ chức một tháng, một tuần hay tùy theo đó vài lần để họ mà gặp nhau để bàn chuyện. Hoặc là những người mà xây dựng đó, thì họ những xây dựng là những người mà bán đồ trang trí nội thất, thì họ cũng tổ chức tiệc trong cái shop của họ để mời những người bất động sản tới, rồi giới thiệu sản phẩm, thì mình cùng nhau anh em mình nói chuyện. Thì mình có bạn, mình phải kiếm, mình muốn làm, muốn giàu thì mình phải làm việc nhiều, mình phải cập nhật nhiều, mình phải kiên nhẫn, phải kiên trì, thì mình phải kiếm những người bạn nào giống như mình,
hoặc là trong nghề mình, hoặc là trong nghề giống như mình, như là mình có môi giới bất động sản thì mình bạn bè nhiều với ngân hàng, cái chủ ngân hàng, tại vì người ngân hàng thì họ sẽ giúp cho mình hay là khách của mình mượn tiền mua bất động sản. Mình làm bạn nhiều với những người cho mượn tiền, những cái mortgage broker mình quen với nhau, mình quen với những người về bán xe hơi để mà mình hướng dẫn những người mới từ ngoài quốc qua chỗ nào thì họ đi mua xe hơi giá cả làm sao để họ không bị lầm. Thì mình vùng quen hết như vậy đó, mình vô hết tất cả những hội đó thì đã đi gặp nhau vui vẻ thì đâu có buồn đâu bạn đâu. Thì có khi đó có khi có tháng mà mình như vào tháng này hay tháng tới là công việc mình nhiều là không có thời giờ mà đi ăn tiệc với nhau nữa đó, bận tới vậy đó bạn, mà vui tới vậy là không có thời giờ mà để buồn, toàn là thời giờ để vui, là không có thời giờ nhiều để đi chơi vui nữa. Thế ai nói ở Mỹ buồn á, chứ mình thấy không có buồn tí nào hết á. Mình thấy thời gian qua mau á, có khi bữa mình đi ăn tiệc bên hội bất động sản 7-8 giờ rồi cái rồi phải chạy qua đến hội bác sĩ, hội y tế bác sĩ làm ăn tiệc nữa. Tại khi mà mình vô hội á thì là mình là anh em trong hội, mình không phải là người xa lạ, thì là họ đối xử mình rất là tận tình, tại còn gặp mặt nhau. Bạn trong tổ đội nhóm mà bạn lường gạt nhau, bạn chỉ trật cho nhau đó, thì là cái hội đó, mấy người trong hội nó sẽ tẩy chay bạn. Thành ra họ mình khi mình nói cái nhà này, cái miếng đất này theo ý anh giá bao nhiêu đó, thì anh không chừng đó là giá đó, giá 60-70 ngàn đô. Mình hỏi anh khác anh ấy cũng cỡ đó, thì mình biết cái cỡ đó thì anh không nói láo, mình mới nói cái đó 70-80 ngàn. Tại vì thứ nhất là anh không có lợi lộc gì, cái thứ hai là anh cũng coi mình như là anh chị em trong nhà. Bởi vậy mà nếu mà mình đi làm bất động sản rồi mình phải đi làm nhiều, mình phải đi về trễ, thì mình cũng muốn có người vợ thông cảm, thì mình phải giải nghĩa cho vợ mình nghe là vậy á, thì để cho chị thông cảm cho nó. Sau 6 giờ về không về ăn cơm á, có khi nó thì thôi không ăn cơm, thực thì em làm để em để cảm ơn hai chồng mình đi tối coi nhà đó, rồi mình ăn như là mình ăn picnic vậy đó. Mình phải xây trở, bạn biết không, nói thì dễ không mà làm thì khó. Mình biết mình cố gắng ở đời không có việc gì mà toàn hảo hết á, thì mình cố gắng để xây chuyện nào thì hay chừng đó. Nhưng mà vấn đề là quan trọng bạn, nếu bạn chơi với những người mà có tư duy tiêu cực là bạn sẽ tuột dốc, bạn sẽ tiêu cực như họ. Rồi họ mình làm gì, họ nói cái này làm gì, cái này mày điên, mày khùng, mày làm cái này làm gì, làm không được, mình chưa làm họ đã công kích ha. Rồi rủ mình đi chơi, rủ mình đi ăn nhậu, rồi rủ mình xài tiền gì đó, thì cái đó là không có tốt. Mình phải kiếm những người mà biết lo gia đình, biết lo tương lai, biết chăm chú làm ăn. Mình kiếm người đó mình làm quen thì họ không có thời gian nhiều để họ gặp mình, nhưng mình cũng điện thoại lâu lâu gặp nhau, nói chia sẻ vui buồn á, thì là họ hiểu và mình vợ mình bị chồng cằn nhằn, tại vì làm nhiều quá mất bận có tới mùa chị cũng hiểu á, chị hiểu nó thì kệ đó, ảnh cằn nhằn thì giờ chiều ảnh chút cho ảnh quên, chứ anh nào cũng muốn cho mình lo việc nhà này kia. Đàn bà mình vừa đi làm kiếm tiền rồi vừa lo việc nhà toàn hảo, mà về phải nấu những cái món ăn mà nhiều, làm nhiều quá thì đâu có nổi á. Bạn thấy trong YouTube bạn thấy người ta nấu những món, người ta nấu những món ăn mà cả giờ cả 2 tiếng hồ để sắc để nấu, người ta làm lâu lâu người ta làm 70 ta làm thôi, chứ không ai mỗi ngày mỗi làm. Mình cái quan trọng nhất á, trong cái thành công trong cuộc đời hay là trong bất động sản, là mình phải kiếm những cái bạn cái hội nhóm với mình mà cùng tánh với mình, cũng tư duy tích cực như mình, để mình chia sẻ kinh nghiệm, để mình chia sẻ cái niềm vui và cập nhật những tin tức. Bởi vì ở Mỹ ở đây ai cũng có hội nhóm ấy, không những mình vô hội nhóm của mình mà còn mình vô hội nhóm của người khác để mình học hỏi ha. Mình nhiều hội nhóm lắm hả, ở tổ chức tiệc hoài có khi đi không nổi luôn. Tại còn phải làm cho tối thì phải tối đi làm về là mình phải vô trong mạng của mình, mạng mà về về
bất động sản, mình coi coi cái nhà nào mới mới để lên mạng bán, rồi mình nghiên cứu nhà đó, rồi mình được cái nhà đó mình thấy đúng giá đúng gì đó, thì đúng đúng tiêu chuẩn đó, thì mình gọi điện thoại những người khách của mình nói về cái mạng đó, bây giờ bị có cái đó, cái đó anh có mua không, anh nói ở nó bây giờ bị không tiền mua gì, nó kẹt tiền thôi thôi thì mình anh khác, thì mình có một danh sách của khách, một quyển sổ, như là mình kiếm họ biểu mình phải kiếm cái những cái bất động sản đúng tiêu chuẩn với họ, thì mình thì cho họ biết. Thành ra thường tối là mình về là ăn cơm xong là mình làm vậy á, có khi là đi đi hội nhóm anh em, hay là có khi phải đi qua nhà khác thì là phải thức khuya một chút. Rồi bây giờ có YouTube thì cũng phải thức khuya hơn chút nữa. Rồi, xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại lúc sau, bye bye.